nhận đèn đỏ ấy. Ví dụ xe số 4 và xe số 3. Khi mọi người vừa mới xuất phát ở Hà Nội đi, gặp cơn mưa to khủng khiếp, chưa bao giờ to như thế. Chắc chắn là sau đợt gặp gỡ này thì tình cảm của ba miền Bắc Trung Nam chúng ta sẽ có một cái niềm tin hơn về cái thương hiệu Việt, và thứ hai là chúng ta có những cái chia sẻ và giao lưu một cách là chặt chẽ hơn. Đây là một chuyến đi phải nói là hết sức ý nghĩa, và tôi nghĩ là sau cái này đi sẽ đọng lại trong mỗi chúng tôi có một cái tình cảm sâu sắc. Oh.